Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Canh Ngọ vào năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thực Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Ngọ năm 2020. Năm Canh Tý lại xung Thái Tuế nên con giáp này khó bề suôn sẻ, thuận lợi. Tình duyên kém sắc mà công danh thì cũng ảm đạm, mong chờ tài lộc thì tài lộc mãi chẳng tới nơi. Vì bạn tuổi Ngọ mà tử vi 2020 cho thấy, trong năm tuổi Canh Ngọ xung Thái Tuế nên Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Canh Ngọ năm 1990. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Lộ Bàng Thổ, có ngày sinh từ 27 tháng 1 năm 1990 đến 14 tháng 2 năm 1991. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Xét về sự nghiệp, theo dõi vận trình công danh sự nghiệp tuổi Canh Ngọ 2020, con giáp này gặp Thái Tuế Tý Thủy khắc chế với Ngọ Hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội, tuổi Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt, khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi căng thẳng nhưng không được khen thưởng đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu sự trừng phạt. Ngoài ra thì Thái Tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp. Đừng để mình mắc sai lầm hay là lộ điểm yếu gì với họ, nếu không đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Còn xét về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay là kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào. Cuộc sống đâu có dễ dàng đến như vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Canh Ngọ. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân. Khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Xét về tài lộc, người tuổi Canh Ngọ trong năm Canh Tý 2020 tài vận không được lý tưởng cho lắm. Chính tài khởi sắc chút đỉnh, có nguồn thu nhập hợp pháp nhưng không quá dôi dư, thêm nữa còn phải đề phòng trộm cắp, lừa đảo, gây phá tài. Ngoài ra trong năm có Thái Tuế là Thất Thát. Ngoài ra trong năm có Thái Tuế là Thất Sát hung tinh đối xung với thứ tài, nên bản mệnh không nên tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm, các hình thức đầu cơ sinh lời đều mang tới nguy cơ mất tiền hao của hoặc là bị lừa gạt hoặc bị nẫm tay trên. Người cầm tinh con ngựa thì cũng cần phải thận trọng khi làm trong ngành tài chính cổ phiếu hay là các dự án thủy lợi, thường mất nhiều hơn được. Trong thời gian này thì đừng vì bốc đồng hay là kích động hay vì bất cứ lý do nào mà khiêu chiến với người có quyền có thế, gây sự ở cơ quan hành pháp, cũng đừng vi phạm pháp luật, nếu không hậu quả tổn thất nặng nề chẳng thể kêu ai. Khuyên người tuổi Canh Ngọ hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng. Có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của Phong Thủy May Mắn được làm từ gỗ huyết long quý kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ in hình 3 con linh vật Dần, Ngọ, Tuất, sẽ đem lại cho con giáp này tài lộc dồi dào, tiền vô như nước. Xét về tình cảm tuổi Canh Ngọ trong năm 2020, tuổi Canh Ngọ không có nhiều đào hoa, Thái Tuế Thiên Quan Tinh là sao khắc giới của nữ mệnh. Song về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Con giáp này dù là nam hay là nữ mệnh thì đều có cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh thì chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, vì lừa, bị dối lừa, vì quá si mê. Người đã kết hôn thì cần đặc biệt lưu ý đừng tạo ra cơ hội cho người khác nảy sinh tình cảm với mình. Nếu không, bạn sẽ tự mình gây tổn thương cho bản thân, cũng tự tay phá vỡ hạnh phúc hôn nhân của mình đang có. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch, linh tinh thì hãy sử dụng gà trống
trống hoặc là kiếm gỗ đảo để hóa giải. Còn xét về sức khỏe, đường sức khỏe của tuổi Ngọ trong năm Canh Tý không được tốt cho lắm. Con giáp này trong năm gặp hạn xung thái tuế lại vướng ngũ hành thủy hỏa xung khắc, bị bạch hổ sát và tai sát hung tinh không ngừng đeo bám. Vận trình sức khỏe của con giáp này trong năm 2020 không mấy lý tưởng. Bản mệnh phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, bệnh tật tiềm tàng, dễ vì bốc đồng mà bị thương. Thời gian này dễ mắc bệnh về tim mạch, phong hàn, cảm cúm, có lúc bị tà khí xâm nhập khiến cho người héo mòn, khó bề chữa trị. Thủy khí phượng là lời cảnh báo con giáp này không nên đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay là có tà khí, có thể sẽ vướng họa vào thân hoặc là tổn thương đến cơ thể. Tuổi Canh Ngọ cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng tập luyện thể dục thể thao. Ngày nghỉ thì dành thời gian bên bố mẹ cùng cả gia đình đi dã ngoại, đến những nơi nhiều cây xanh và không khí trong lành. Đừng tự nhốt mình giữa bốn bức tường với áp lực tình tiền, dễ khiến cho tâm sinh lý bất ổn. Sức khỏe kém trong năm nay hãy thỉnh bát bảo tâm kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo Phật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc vận. Phúc vận tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Thứ hai, chúng ta cùng xét về nữ mệnh. Về phương diện tình cảm, đối với tuổi Canh Ngọ trong năm Canh Tý thì bình thường, cũng không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, chú ý về công việc làm ăn thì hay có sự bất đồng quan điểm. Đối với nữ sinh năm 1990 đơn thân thì đây là một năm không mấy thuận lợi về tình cảm, luôn có sự lạnh nhạt thờ ơ về chuyện tình cảm từ hai phía. Còn xét về phương diện sức khỏe năm 2020, năm nay là năm xung tuổi Canh Ngọ cho nên làm gì thì cũng cần lưu ý tới sức khỏe, hạn chế về sông nước. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Canh Ngọ nữ mạng năm 2020 có các sao Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Chỉ, Tử, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Đây là bộ sao chủ về công việc làm ăn của một năm mới, có nhiều biến cố, cuộc sống lúc nào cũng suy nghĩ và hao tâm tổn trí trong công việc. Ngoài ra, đi ra ngoài thì cần chú ý hạn chế về sông nước. Cung xung chiếu tử vi nữ năm 1990 có các sao Phượng Cát, Giải Thần, Thanh Long, Quan Đới, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về trong họ hàng có chuyện buồn đưa tới và sức khỏe của bản thân không được tốt. Cung nhị hợp tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2020 nữ mạng có các sao Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Mộc Dục. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có người già đau ốm hay là ra ngoài có nhiều người để ý tới bản thân. Xét về phương diện làm ăn, sự nghiệp, công nghiệp làm, công việc làm ăn không được tốt, tất cả mọi việc đều không có tiến triển. Tài lộc của tuổi Canh Ngọ, tiền bạc chi tiêu nhiều vào cuộc sống gia đình và công việc làm ăn. Cung tam hợp tử vi Canh Ngọ 2020 nữ mạng có các sao Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ, Thái Tuế, Tướng Quân, Đế Phượng. Đây là bộ sao chủ về công việc có sự thay đổi và sức khỏe không được tốt vì lo nghĩ về tiền bạc và công việc. Còn xét về tình cảm, nữ mệnh tuổi Canh Ngọ có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh. Song nhìn tổng thể thì vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá là lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất chắc, thất bại hết lần này tới lần khác. Con giáp nữ này khao khát có được tình yêu chung thủy, gia đình hạnh phúc bền lâu nhưng không dễ đạt được ước mơ. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nếu ai đó thiếu chung thủy thì chớ đổ thừa cho nhân duyên vợ chồng. Với những bạn chưa lập gia đình thì cần làm gì để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái? Ai cũng biết chinh công là một trong tứ địa linh, long ly quy phụng, là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu, được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Tóm lại, đối với tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2020 là một năm xung của tuổi, nên không làm được nhiều việc cùng một lúc, nên chăm lo cho bản thân và gia đình thì mọi việc sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì trong năm nay tuổi Canh Ngọ cần chú ý trong nhà có người già đau ốm, bệnh tật. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Canh Ngọ 2020, tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm này thì người tuổi Canh Ngọ có thể sẽ không gặp được khởi đầu tốt, chịu sự ảnh hưởng của thái tuế nên cả vận trình công việc, tiền bạc, tình cảm và sức khỏe đều giảm sút nghiêm trọng.
Trong công việc thì con giáp này có thể sẽ bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp thì buông lời xúc diễm, khinh thường, khiến bản mệnh cảm thấy tổn thương, mất tự tin. Về phương diện tài lộc, tháng 1 âm lịch, tuổi Canh Ngọ dễ gặp họa hao tài, mất tiền, rơi điện thoại, đủ chuyện xui xẻo xảy ra. Đầu tư tiền bạc thì hay gặp chuyện không may, lãi không có mà còn phải bù lỗ. Ngoài ra thì bản mệnh còn gặp họa đào hoa xấu, dù là người đang yêu hay là đã kết hôn thì phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt tình cảm cực lớn. Tử vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là thời điểm đánh dấu những chuyển biến tích cực về sự nghiệp của tuổi Ngọ. Tuy nhiên thì vận trình sức khỏe vẫn không được như lý tưởng cho lắm. Trong công việc thì bản mệnh đã dần thấy dễ thở hơn, tuy vẫn bị cấp trên hay là tiểu nhân gây khó dễ, nhưng mức độ đã giảm bớt, áp lực cũng giảm dần. Bạn không còn bị căng thẳng về việc hoàn thành nhiệm vụ nữa. Có điều, xét về phương diện sức khỏe, tháng này tuổi Ngọ dễ bị cảm cúm, ốm, ho khan, khả năng miễn dịch sụt giảm mạnh, thường xuyên mộng mị, mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, miệng nôn, trôn tháo. Nên giữ chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường tập luyện thể dục thể thao theo sức mình để nâng cao thể chất. Tử vi tháng 3 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 3 âm lịch thì người tuổi Canh Ngọ bắt đầu đón cơ may tài lộc tới, nhất là nửa cuối tháng vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt, đặc biệt là thứ tài cực vượng. Với những bạn ham mê đầu tư kinh doanh thì có thể kiếm được không ít lợi nhuận từ các dự án cổ phiếu. Những ai có thói quen mua xổ số thì may mắn trong tháng này cũng nhiều hơn, càng về cuối tháng thì may mắn càng lớn. Đường tình duyên bất ổn như trước, con giáp này dễ nảy sinh nhiều hiểu lầm mâu thuẫn với nửa kia, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn, nếu không nhanh chóng giải quyết ổn thỏa thì có thể dẫn tới kết cục tan vỡ. Tử vi tháng 4 2020 âm lịch. Tháng 4 âm lịch, người cầm tinh con ngựa phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng trong vận trình công danh sự nghiệp. Trong khi đó thì đường tình duyên vẫn một màu ảm đạm, không biết khi nào khởi sắc. Còn về công việc, người tuổi Ngọ thường xuyên đắc tội với không ít người vì cái tội nhanh mồm nhanh miệng nhưng lại thẳng tính, chẳng biết nói cho vừa lòng mọi người, từ đồng nghiệp cho tới cấp trên đều ấn tượng xấu về con giáp này. Ảnh hưởng nặng nề nhất có lẽ là các bạn làm nghề bán hàng, marketing, tháng này mất không ít khách hàng vì cái miệng thị phi. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc và lời nói, việc làm của mình. Còn về phương diện tình cảm, tuổi Canh Ngọ cần dành thêm thời gian cho gia đình, quan tâm chăm sóc bạn đời cùng con cái. Công việc quan trọng nhưng không thể là cả sinh mạng của bạn. Tử vi tháng 5 âm lịch. Chuyển sang tháng 5, sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước. Đường tài lộc thì cũng hiu hắt. Bản mệnh gặp phải khá nhiều khó khăn thách thức trong công việc, cần phải cẩn trọng xử lý những việc trong phận sự của mình, đồng thời dành thời gian thiết lập các mối quan hệ xã giao. Bạn nên tìm cách để nói chuyện, làm thân với đồng nghiệp, nên giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, có thế mới thúc đẩy được công việc tiến lên. Còn về phương diện tài lộc, tháng này họa phá tài, lộ tài không ngớt, không chỉ xui xẻo gặp chuyện mất tiền, bị trộm cắp mà còn hay bị phạt tiền, vay tiền, rồi thì bệnh tật cũng hao tốn không ít tài lộc. Tử vi tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, tuổi Canh Ngọ vận trình sức khỏe khá là ổn định. Đường tình duyên thì có những dấu hiệu khởi sắc bất ngờ, càng về cuối tháng thì tình duyên càng thêm vượng. Trong chuyện tình cảm thì con giáp này nếu còn độc thân sẽ thể hiện được hết sức hút của mình, hấp dẫn không ít ánh nhìn của người khác phái. Bạn sẽ có nhiều người theo đuổi và nhận được những lời tỏ tình lãng mạn trong tháng này. Tuổi Nam Ngọ cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cảm chân thành, đâu chỉ là sự rung động nhất thời. Bạn cũng đừng nhầm lẫn giữa người yêu thương mình thật lòng với những người chăm chăm lợi dụng mình. Cẩn thận, kẻo vừa tổn thương tình cảm, vừa mất tiền bạc của cải. Về mặt sức khỏe, con giáp này nên lưu ý để tránh nắng nóng mùa hè. Dù là nóng nực nhưng cũng không nên tắm nước lạnh thường xuyên, chọn nước ấm vừa phải là tốt nhất. Ăn uống thì cũng không thể qua loa, tránh ăn đồ lạnh, uống nước lạnh quá nhiều. Tử vi tháng 7 2020 âm lịch, tháng cô hồn không khiến cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này chịu ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí công việc còn khá thuận lợi và suôn sẻ. Song đường tình duyên thì không được may mắn như vậy, càng về nửa cuối tháng thì vận trình càng xuống dốc nghiêm trọng. Trong công việc thì tuổi Canh Ngọ không gặp nhiều khó khăn phiền phức, bản mệnh đủ năng lực để một mình đảm nhận công việc. Hơn nữa nhờ được quý nhân phù trợ nên bước đường phía trước hanh thông bất ngờ, cơ hội để tăng lương thăng chức cũng nhiều gấp bội. Còn xét về mặt tình cảm, người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh lạnh. Mối quan hệ bị đông cứng, bản mệnh nên thử thay đổi góc nhìn của mình, suy nghĩ nhiều hơn cho đối phương. Ngoài tình yêu thì còn cần cả lòng bao dung và sự cảm thông nữa.
tử vi tháng 8 2020 âm lịch. Đường tài lộc của tuổi Canh Ngọ trong tháng 8 này cực kỳ vượng. Chuyện tình cảm cũng có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì tháng này nên đẩy mạnh quảng cáo tiêu thụ các mặt hàng mới, có nhiều cơ hội thu hút khách hàng, thậm chí có được đơn hàng lớn bất ngờ, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thực ra thì bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh, song những chú ngựa chẳng vì thế mà lo lắng. Con giáp này tự tin vào năng lực của mình, cũng tự tin vào chất lượng sản phẩm của mình đưa ra, chẳng những đánh bại được đối thủ mà còn chiếm thêm được thị phần mới. Xét về đường tình duyên thì những mâu thuẫn trước đó giữa hai người dần được hóa giải, hiểu lầm tan biến, tình cảm thì được hâm nóng trở lại. Song bản mệnh cần nhớ rằng tình yêu cũng cần được che chở và bao bọc, nếu không có thể bị lụi tàn bất cứ lúc nào. Tử vi tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi Canh Ngọ sẽ nhận được những tin không vui về công việc, trong khi đó sức khỏe vẫn đang tiếp tục trên đà đi xuống. Về công việc thì con giáp này bị tiểu nhân ngáng trở, không ngừng tạo ra những âm mưu hãm hại, nhiệm vụ được giao không thể hoàn thành đúng như dự kiến, bị cấp trên khiển trách, thậm chí có thể cắt lương, cắt thưởng. Cần phải rèn cho mình thói quen tỉ mỉ, cẩn thận trước khi bàn giao công việc, phải kiểm tra lại để tránh còn sai sót. Xét rằng sức khỏe tuổi Canh Ngọ dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, có thể bị viêm mũi, ho khan. Nếu bệnh kéo dài thì người mệt mỏi cần phải nhanh chóng thăm khám, chữa trị kịp thời. Hàng ngày nên tăng cường tập luyện thể dục thể thao để tăng sức đề kháng. Tháng 10 2020 âm lịch. Trong tháng 10, sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ vẫn chưa được ổn định, vận trình chưa có gì khởi sắc so với tháng trước. Đường tình duyên thì đang sa sút, tuy không phải với tốc độ chóng mặt, nhưng con giáp này cũng cần phải đề phòng. Còn xét về phương diện sự nghiệp, bản mệnh tháng này cạnh tranh kịch liệt với những đối thủ khác. So với đồng nghiệp của mình thì bản mệnh không có được năng lực xuất chúng, cũng không có đủ tự tin, nên càng không thể phát huy được năng lực của bản thân. Con giáp này cần phải thả lỏng tinh thần, thoải mái bắt tay vào việc thì mới có thể đạt được hiệu suất cao. Căng thẳng, áp lực suốt một thời gian dài sẽ chỉ khiến cho tâm trạng trở nên tiêu cực, cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Trong chuyện tình cảm thì người tuổi ngựa vốn sống phóng khoáng cũng nên suy nghĩ hơn cho người ấy. Ai cũng cần có một khoảng trời riêng, đừng kìm kẹp kiểm soát nhau quá nhiều, nếu không lại thành phản ứng ngược, tình không bền chặt đã vội nhạt phai. Tử vi tháng 11 2020 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý, tuổi Canh Ngọ cả tiền bạc và sức khỏe đều không được như ý. Cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe vào thời điểm này, khá tệ, cần phải lưu tâm. Bản mệnh tinh thần xuống dốc, dù làm gì thì cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở. Người làm đầu tư cổ phiếu, kinh doanh, nhà đất cần phải kịp thời thu lại vốn, nếu không có nguy cơ mất trắng cả vốn lẫn lời. Về sức khỏe, tuổi Canh Ngọ thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, nên nhanh chóng đi đến những cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2020 là thời điểm mà con giáp này cảm thấy vận trình xuống dốc trầm trọng, mọi thứ chỉ có tệ hơn chứ chẳng bớt đi chút nào, nhất là công việc và tình cảm có thể nói đã đi xuống tận đáy. Còn về chuyện tình cảm, bản mệnh và người ấy liên tục nảy sinh tranh cãi, số lần chiến tranh lạnh gia tăng tới mức đáng báo động. Nếu không kịp thời cải thiện mối quan hệ, tìm cách chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn thì rất có thể sẽ phải đối mặt với càng nhiều rắc rối, hiểu lầm, tình cảm cũng đứng trên bờ vực tan vỡ. Trong công việc, những chú ngựa cần phải sốc lại tinh thần của mình. Bạn mắc lỗi quá nhiều, bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp thì khinh khi, khách hàng thì trách móc, có lúc tưởng chừng như là muốn sụp đổ. Tuy nhiên, cuộc sống thì ai chẳng có những lúc khó khăn, con giáp này nên suy nghĩ lạc quan hơn để đối mặt với hiện thực. Dù làm gì thì cũng phải đặt hết tâm sức vào đó, đừng qua loa đại khái mà mang hậu họa về sau. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Theo dõi tổng quan tử vi 2020 của tuổi Canh Ngọ, con giáp này xung thái tuế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó thăng triển bởi bị chèn ép, có thể phải thay đổi chỗ làm hay là vị trí làm việc. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn trong năm nay, bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc là dây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ may mắn hơn. Tiền bạc cũng không sung túc lắm do liên tiếp gặp tai họa về thân thể, còn bị kẻ gian lừa gạt tiền bạc nữa, làm lụng cực khổ mà tiền mất trong trước mắt. Chuyện tình cảm không có nhiều tín hiệu khởi sắc, sức khỏe cũng sa sút, dễ mắc bệnh tật ốm đau.
Theo dõi tử vi 2020, ngũ hoàng sát tinh bay về phương chính đông. Nếu không kiểm soát tốt phong thủy ở vị trí này, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả gia đình khi liên tục gặp phải những chuyện ngoài mong muốn, tai nạn hung hiểm đáng sợ. Chẳng những ảnh hưởng tới sức khỏe, hung tinh này còn có thể tác động xấu đến công việc, tình cảm hay là tiền bạc của bản mệnh. Vì thế, nếu cửa chính, cửa các phòng hay là chỗ ngồi giường ngủ ở vị trí này phải đặc biệt cẩn thận. Nếu có thể thay đổi vị trí thì nên thay đổi vị trí. Nếu không có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy ở phương chính nam để thúc vượng hỷ khí, nhờ hỷ thần xua tan bớt những sát khí tối tăm. Mệnh chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ ở góc chính nam trong nhà hoặc là tăng lượng đèn ở đây, tạo độ sáng phù hợp. Có thế thì mới cải thiện được tình hình sức khỏe của người sống trong nhà. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Canh Ngọ Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline qua chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại ý kiến cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.